Thưa quý vị, sáng nay Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang đã làm thủ tục xuất viện cho 10 bệnh nhân mắc COVID-19 sau thời gian cách ly điều trị tại đây. Các bệnh nhân xuất viện lần này đều không có các biểu hiện ho, sốt, khó thở và âm tính từ 3 đến 5 lần với SARS-CoV-2. Đến dự và chung vui với các y bác sĩ và bệnh nhân có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng và Giám đốc Sở Y tế thành phố Ngô Thị Kim Yến. Theo đó, 10 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh và cho xuất viện đợt này có độ tuổi lớn nhất là 68 tuổi, nhỏ nhất là 8 tháng tuổi và đã được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 3 đến 5 lần và được khám sàng lọc kỹ lưỡng trước khi cho xuất viện. Trong đó có 8 bệnh nhân tại thành phố Đà Nẵng và 2 bệnh nhân tại tỉnh Quảng Nam. Tại lễ trao giấy chứng nhận, nhiều bệnh nhân khỏi bệnh đã cảm động cho biết đây không chỉ là niềm vui của bệnh nhân mắc COVID-19, của đội ngũ y bác sĩ mà còn của người dân cả nước luôn quan tâm và hướng về Đà Nẵng. Cũng nhờ mấy bác sĩ đây theo dõi chúng tôi thì mạnh khỏe thì tôi cũng ơn. Thôi tôi đi về trước thì má chị em ở lại đó rồi về xa vui vẻ. Dạ thì em rất là vui khi được nhận được giấy này. Và cảm ơn rất nhiều tới các y bác sĩ. Cảm ơn tới các y bác sĩ ở bệnh viện đã tận tình chăm sóc cho chúng em trong vòng 14 ngày chúng em được cách ly tại bệnh viện. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Trong cái ngày này rất là hân hoan. Cả đêm hồi hôm là ngủ không được. Tại vì mình sẽ có được cái niềm vui này là nhờ cái lòng nhiệt huyết cũng như tất cả các chuyên môn ở trên hỗ trợ cho mình để mình có được cái ngày hôm nay. Và không những là chúng tôi vui mà tất cả bệnh nhân cũng cùng vui, và tôi nghĩ rằng ở ngoài phía trước và phía trước của cái cổng bệnh viện Dã chiến này thì tất cả người dân, tất cả những người của mình cũng đều hướng về tôi. Và chính vì vậy mà chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để làm tốt. Lãnh đạo bệnh viện Dã chiến huyện Hòa Vang cho biết, hiện bệnh viện còn đang điều trị cho 184 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong số này có 11 bệnh nhân âm tính lần 1. Công tác điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 còn lại vẫn còn đang tiếp tục. Ngành y tế phối hợp với Bộ Y tế triển khai áp dụng các phác đồ điều trị mới, nhất là những bệnh nhân có bệnh lý nền, để tích cực theo dõi, điều trị thích ứng với thể trạng bệnh lý. Các bệnh nhân xuất viện đợt này được xe y tế chở về địa phương và tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà dưới sự giám sát của cán bộ y tế. Cái kết quả bước đầu này đã thể hiện được một cái phần nào đó cái sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức của trung tâm tế Hòa Vang, và hơn nữa đó là sự nỗ lực hết mình của những lực lượng các anh chị tăng cường từ các đơn vị của bạn, ví dụ như là bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Chợ Rẫy, các anh chị của thành phố Hải Phòng và 21 cái đơn vị mà trực thuộc trên thành phố Đà Nẵng. Thì kết quả này là cái kết quả chung của toàn thể chúng ta và toàn thể nhân dân ở bên ngoài đang giãn cách xã hội, đó là một cái cách tốt nhất để giảm cái đầu vào cho bệnh viện, để bệnh viện có cơ hội để chữa bệnh nhân ở bên trong này để cho ra viện. Trước đó ngày 10 và ngày 12 tháng 8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã làm thủ tục xuất viện cho 5 bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện. Như vậy, tính từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trở lại cho đến nay, các cơ sở y tế Đà Nẵng đã điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện 15 bệnh nhân mắc COVID-19.